ba của em á. Rồi di ảnh mẹ đâu? Mẹ không có hình. Không có hình hả? Dạ. Lúc đó ba của chị là nó sạch, nó gãy ở sau này xuống. Rồi đi ra sao đi. Nhà vệ sinh bên đây. Dạ. À. Còn bên đây là dạ để rửa chén. Hôm bữa nó sạch ở sau nó xuống luôn. Chấm nào? Dạ nó sạch ở đằng cái chỗ rửa chén sau này xuống luôn, gãy sắt luôn. Ồ. Có nghĩa là lỡ nửa đêm mà mưa nó ngập nhiều quá rồi sao? Mình bơm. Đâu đâu? Kẻ nó chạy vô nè hả? Nó chạy. Chứ không có tiền mà mua gã gã góp cho người ta 100 ngàn mà không có tiền mà góp nữa. Vậy nghe nè, nghe là phái thể người ta bỏ người ta bán rẻ. À. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý chị tiếp tục hành trình thì Bùi Hồ cùng với chị Duyên với chị Hòa sẽ vô số Việt Kiều Campuchia hồi hương trong một cái hoàn cảnh đó mà ba mẹ của bạn đó thì bị đánh bắt ở Campuchia, bị người ta bắn chết luôn. Lúc đó bạn đó mới có 2 tuổi à. Và hôm nay muốn giới thiệu cho bà chị biết cái bạn này nè, 18 tuổi thôi. Nhưng mà lúc sống ở Campuchia nhiều, nói chuyện tiếng Việt cũng không có gần đâu. Chị mà bắn tiếng Khmer với lại chị đó một cái ha, là em với Diều Hà không hiểu gì luôn á. Đi chơi về vui không chị? Rất là vui. Vui nhiều không? Nhiều. Vui sao, nói cho mọi người biết á. Ở nhà hàng ngày mấy đứa em, còn em nó ngủ đi chơi, nó chở đi vòng vòng chơi á. Mà không có chịu đi được, tối nay trong nhà không à. Trong nhà cũng phòng, không nói chuyện với ai cả, mẹ cô cũng không nói chuyện nữa. Cái chị cái gì quà chỉ ra tôi gặp có okay. Hôm qua này chị ra kiếm nhiều quà, chứ có nhiều quà chắc đi hấp tóc, chỉ có 2 bữa đó là ra được, còn nhiều nằm trong nhà muốn mua cái gì cũng thương mẹ với em thôi. Hôm trước em nghe nói là có mấy người mà chị làm răng hớt tóc đồ lên xinh quá, có mấy người đòi nhận chị làm con dâu luôn hả? Đó hỏi gì hòa kìa, nó có biết ra đây là các chị đó ở tóc gạo có hỏi cưới gì em cho mời con trai gì đó ở Mỹ Tho. Chị nói là cái gì cũng phải từ từ, tại vì còn chồng còn con ta, mà còn chồng bên kia cái gì cũng phải từ từ cho tỷ đi, để thời gian đi, cái đó là chuyện đó của Duyên quyết định chứ đâu phải đâu. Rồi ta nói thì dì Hòa cứ mở lời dùm trước đi, rồi cho tỷ có gì thì người ta sẽ đến. Nhưng mà cái chị này chắc em nói hôm nay là chắc chị cũng có cái clip, tại vì chị đang theo dõi clip Bùi Hồ mà. Thì á là Duyên cũng có trả lời, nhưng mà em hổng gà em bận nên cũng chưa trả lời được cho chị. Là Duyên nói cái gì cũng để từ từ đi, rồi chứ đừng gấp quá nó không được gì đâu. Chị có hỏi cưới Duyên cho con trai của chị, con cháu của chị nhà ở Mỹ Tho à? Tiền Giang. Tiền Giang. Cái chị á... Nhưng mà chắc tại vì đó chọc thôi mà. Không, tại vì chị coi cái clip chị thấy cái hoàn cảnh của Duyên quá khổ. Chứ dì cũng rất là, nếu mà dì chị nói cái hoàn cảnh của dì là dì rất là khá giả. Nhưng mà chị nói là chị muốn cưới một người biết cơ nhở mà biết làm ăn, chứ dì không, chị muốn như vậy đó. Người biết cơ nhở và biết làm ăn sau này dì nó sẽ lên. Còn mà giả tỷ mình cưới về mà không biết làm ăn mà cứ tối ngày mà lo son phấn chân diện thì bao nhiêu tiền cho nó đủ. Nên vì thấy Duyên vậy chị muốn cưới Duyên về để mà Duyên làm ăn, để mà lo vợ chồng con trai chị với Duyên làm ăn để sau này có cơ ngơi. Đó là cái chị ở Mỹ Tiền Giang đó, là chị có hỏi Duyên cái gì cũng phải từ từ nên chị kêu trả lời, nên hổng gài em Duyên cũng không trả lời nên em cũng chưa trả lời chị. Hôm nay chị có coi cái clip này thì chị cũng đừng có buồn em là tại sao hổng gài hổng điện cho chị, tại vì cái đó là quyết định của Duyên chứ không phải của em, nên em không có trả lời được cho chị. Rồi chị sao? Dạ hỏi người cứu con nè. Dạ đó dạ, hỏi người cứu con với người với anh Phong Bụi á, hai người. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, tự nhiên người ta hỏi cưới chị mà chị hỏi là hỏi anh Phong Bụi với anh Bùi Hồ. Nếu mà không, ý em nói gì nè, nếu mà anh Phong Bụi với anh Bùi Hồ thấy cái chỗ đó, nếu mà sau này em sống thêm tốt hoặc là em có điều kiện tốt hơn, nếu mà hai anh coi được nhắm gã em được cái gì gã. Đó, thấy chưa? Khủng khiếp quá. Thấy chưa, khủng khiếp không? Gã cả này như thế không đó. Còn cái
Còn nếu mà anh Phong bụi với anh Bùi Hồ mà sau này mà không có chịu chỗ nào là em dừng ở giá luôn. Ôi trời ơi, à, sao kỳ vậy? Giao mạng em cho, tại vì mạng em là của Bùi Hồ và Phong bụi. À, em thật lòng em mà nói luôn á, từ hồi em về Việt Nam tới giờ mấy anh còn lại nó còn nói chuyện với em được nhiều hơn là mẹ em với người trong gia đình. Ôi chị, sao hạnh phúc của chị mà chị giao cho em với Phong với dì Hòa? Đó, nói đi, đâu nói cũng như là người mẹ, không phải là mẹ thứ hai, cũng như là người mẹ ruột của em luôn. À, người đã cho em mạng sống. Còn mẹ ruột em là cũng như là xa, cách xa nhau quá lâu, không còn tình thương đối với em nữa. Mẹ có chồng, mẹ có con sao của mẹ. À, mẹ ở với con, ở gần con với người con đó, mẹ thương nhiều hơn em. Em thì từ nhỏ đó Vô Phước không từng được ở với mẹ. Chưa đi qua bên kia luôn. Dì ơi, dì, đi qua đường bên kia. Thôi nhưng mà dì nè, nói thì nói cho vui vậy thôi á. Cái đặt ra thì cái chị Duyên về Việt Nam thì bắt đầu lấy lại tinh thần rồi. Nhưng mà nó vẫn còn ở đó một mớ hỗn độn. Nên là nữ là từ từ đi, cái chuyện gì cũng phải có thời gian. Quẹo qua cái bè bên kia giùm. Chị, dì ơi, quẹo qua bè bên đó đó. Cái bè bên đó, dạ. Cái bè có bạn áo đỏ. Thấy trên mạng. À, chị đừng suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Em đâu có từng suy nghĩ cái đó, là nó chơi. Hả? Nó chơi cho vui. Nó cho vui. Bữa nay biết hoạt bát rồi không? Là bây giờ là Duyên nói là Duyên đã một như là Duyên đã chết ở Campuchia rồi. Ở quê nhà cũng nói là Duyên đã chết rồi. Nhưng mà Bùi Hồ và Phong Bụi đã cứu Duyên một lần, là cũng như là đã cứu sống cuộc đời của em Duyên. Nên bây giờ Duyên giao cái mạng của Duyên cho Bùi Hồ và Phong Bụi. Ờ, đó. Làm trọng trách lớn quá. Ờ, đó thì bây giờ là nếu mà sau này á, Duyên có muốn bước thêm bước nữa, Duyên cũng phải hỏi Bùi Hồ và Phong Bụi đồng ý thì Duyên mới dám bước, còn không là Duyên cũng không dám bước. Đó. Thôi bây giờ mình bước lên đây đi. Nãy giờ nói chơi nha cô bác quý anh chị, để cho chị vừa Duyên vui vẻ. Thôi rồi bước lên đi. Đó đây. Dạ anh cho em bước lên cái bè của chị, của em gái. Dạ. Lên đây nè chị Duyên. Lên. Đi chờ chút xíu lên. Chút xíu gì Hòa lên sao? À, dạ dạ. Được không? Ơi bé ngủ rồi. Đi qua đón ngồi đi chị Duyên. Đi qua đón ngồi. Chị bên Khang về. Về lâu chưa? Dạ về mới đây. Mình cũng về gần được không? Chị cứ trao đổi đi. Trao đổi cái gì con? Bạn này cũng, chị này cũng ở Campuchia về nè. Cái em chia sẻ chị Duyên là bạn này là em này là có ba mẹ bị lưới đường lô á. Đang nhớ tới. Bị chết ở Campuchia á. Ở Campuchia đó chị. Ở xứ nào? Hả? Ở xứ nào? Ở cái cô mình đó. Ở cái cô mình đó. Ở trong cuốn sách nữa em. Dạ biết. Bạn này mới có gia đình, mới có gia đình xong rồi. Dạ. Em tên gì anh quên rồi ta? Dạ em tên So. So? Dạ. À. Trên công ty. Hôm nay là mình không có đi làm. Dạ, nó bảo nhìn bữa làm được bữa không. Thẩm gai thì bé có sữa uống không? Dạ, dạ có sữa cho bé không? Không phải mà càng được không? Dạ. Trời giông mưa rồi người ta không có mướn á. Con dạ. Mua sữa cho bé uống chưa? Dạ chưa nữa. Bé uống sữa gì? Dạ sữa thứ sữa con bò sữa thùng đó là gì, sữa Milimil bịch đó. Dạ hôm nay em ghé anh ghé thăm em. Dạ. Dạ vậy là nó cũng nghèo cũng khổ cũng có tiền đó, nó cũng ở đậu với ông già ghẻ ông già nuôi. Dạ, của nó đó là ngày xưa là ba mẹ bị bắn chết ở bên Campuchia luôn á chị Duyên. Lúc đó là em là nhiêu tuổi? Em mới có 2 tháng mấy vậy. 2 tháng mấy chứ không phải 2 tuổi hả?
Hai tháng mấy à? Nhỏ xíu à? Nhỏ xíu à? Nhỏ hơn nhỏ này nữa. Mày phải lên trực tiếp nè. Ủa, chị biết chị Duyên hả? Không, em bữa hả thấy lên trực tiếp chị mới về chị khóc hết rồi luôn. Cuộc sống ở đây khó khăn hơn ở trên mà có chị đó đó. Khó khăn gì đâu, nhờ nhà nước cho gạo ăn vay ra vậy thôi. Nhà nước cũng mừng cho gạo ăn ha. Lâu lâu người ta cho một lần. Mùa nhà cũng có tiền trả không biết bữa nào. Ở đây là mình tổng cộng bao nhiêu hộ chị? Em cũng biết nữa, em mới cho Nguyên gì đây mất 2-3 tháng à. Tại vì đây, hỏi dạ, có muốn hỏi gì bạn này chị cứ hỏi. Ở đây toàn là dân Việt, anh chị Việt Kiều Campuchia không à. Đúng rồi, Việt Kiều Campuchia không à. Mua nhà mua gì, ta bán triệu chứ cũng phải khổ người ta bán triệu chứ. Mua cái nhà này cũng mua tiền góp, người ta có tiền đâu. Mua nhiều gì? Mua cũng vô 5-6 triệu gì á. Em cũng góp cho người ta. Chứ mà không có được. Cái bè này mua góp. Dạ. Mà nó đụng cái xu rồi nó chảy rồi. Ngày bơm nước 2-3 lần rồi. Ôi trời ơi. Sao chị vậy? Ôi. Ghê lắm, nhìn lắc lên nè. Khủng khiếp lắm. Chị, anh hỏi gì anh hỏi. Rồi em nói tiếng Campuchia. Cuộc sống của mình sao rồi hả? Mấy ngày nay có đi làm gì được không? Dạ bữa làm được bữa không, mưa bão hoài. Rồi hôm qua cũng đi làm cũng được nữa, mưa rồi cúp điện nữa. Rồi chồng đâu? Dạ chồng. Anh nè, anh nhớ em không? Ở trên mi mà lạc cha lạc mẹ. Hả ma là xuống cái thân căng này phải không? Anh Linh mà đúng không? Vậy xuống cái thân căng mà tóc dài, đúng tóc không? Dài dạ. Rồi tóc hơi còn xù. Lúc gói nữa. Bị người ta gạt á. Anh giàu mới đi đâu về đó? Người mình chả á. Chả mẹ chị. Có phải người địa phương? Ai chị? Chị này nè. Chị Duyên này là người Việt mình nhưng mà ở gốc sống ở Campuchia á. Ở trên miên. Hôm nay không có đi làm hả anh Dân? Không. Tại dân bão mưa quá. Trong bão ở này bán còn không được nó chi đi làm. Bán gì chị bán gì? Anh đi bán tóc ổi này kia nọ gì á. Bán không có được. Hôm nay em sẵn dịp qua thăm chị. Sao con cũng bán không mua? Dạ. Bà nó bán mới chặt không? Thôi đem chặt cho. Đem hai chồng. Trời ơi. Không, em không có tiền. Em qua thăm chị Duyên. Chị Duyên cũng ở Campuchia về thì em ghé đây thăm gia đình của mình luôn. Sẵn dịp về An Giang á. Mưa bão hoài người ta đòi tiền xe không có tiền trả cho người ta. Thiếu nhiêu chị? Dạ có 3 triệu à. Mua xe gì? Xe chiếc quay á. Vậy nhà này nha. Nhà có gì? Là ở chung nhà này luôn. Dạ. Ở nhà. Cho em đi ra sau tham quan được không ta? Dạ, dạ. Cái nhà này là nhà của cậu hả? Dạ, nhà của dựng con ở nhà á. Ủa, cái đây là cái di ảnh của ba của mình hay gì? Dạ, ba, dạ, đó là dạ, ba của dạ, em á. Rồi di ảnh mẹ đâu? Mẹ không có hình. Không có hình hả? Dạ. Ở lúc đó ba của em là mất năm bao nhiêu tuổi ta? Dạ, có mẹ nuôi em. Mất này mẹ 18 năm. 18 năm. Dạ. Không gì. Ba lúc mất là 27 tuổi. 27 tuổi hả? Dạ. Ba mẹ coi chi em so này là mất 27 tuổi. À. Đi ra sao? Đây là cái phòng ngủ của mình đây hả? Dạ. Nó bị mục hết rồi. Mưa rồi nó giọt hết trơn. Có ngủ được đâu. Mưa giọt hả? Dạ. Nó tạt hai bên qua rồi biết nó lủng hết trơn đây hết trơn nè. Nó sạch, nó gãy ở sau này xuống. Rồi đi ra sao đi. Nhà vệ sinh bên đây. Dạ. Còn bên đây là. Dạ, để rửa chén. Hôm bữa nó sạch ở sau nó xuống luôn. Cấm nào? Dạ, nó sạch ở đằng cái chỗ rửa chén sau này xuống luôn, gãy sắt luôn. Nó gãy tới cái cây đó luôn. Đồ mình phơi ở đó là hả? Dạ. Thôi dây đỡ nó bị đất hết trơn rồi. Thì mình nấu ăn nấu uống ở đâu? Dạ ở đây rồi. Ừ. Mình nấu ăn bằng gì em? Dạ nấu bằng cái bếp ga nhỏ xíu ở trước á anh. Ừ. Rồi điện? Dạ em không có điện để xài. Này là lúa gạo nè. Dạ. Mưa là nó tạt suốt à hả? Dạ.
Nó tạt cuốn cái trơn rồi, nó mưa lớn rồi nó tạt cho trơn. Đâu để coi mưa coi kiểm nghiệm coi chút xíu à. Dạ. À, cái này là mũ nó văng xuống, nó văng nửa cửa, văng từ đầu ra. Rồi hai vợ chồng là không có tiền mua chiếc ghe mới hay gì? Dạ không. Ví dụ hai vợ chồng có muốn ra ở riêng không? Dạ. Hay là mà thích ở chung? Cũng dạ. Muốn mà không có cho mặt. Dạ, không có tiền mua ghe dạ, ở. Không có khả năng mua. Nhưng mà mua ghe thì ở đây người ta cho mình mua cắt không? Mua cho mình ở, mua mình có khả năng mình mua thì người ta cho mình ở. Dạ, nè nè em cũng sợ mua nè, mua góp nè. Nhưng mà mình ở ghe lỡ có người ta đuổi mình cũng chạy đây chạy đó được. Còn mình ở nhà thì có bỏ luôn. Mua ghe 5-6 triệu là có hả? Có mấy ghe mà kêu một mục cái ghe như mình như nè, nó chảy vậy nè, đó dưới nước thủy sản nè. Mấy ghe như đây là cũng như nó chảy vậy nè, là 5-6 triệu nè, nó cái cách cây su rồi. Nó bọc cây su mà. Để bật đèn cho cô bác quý anh chị thấy rồi, chiếc ghe vậy ghê vậy trời. Mình bơm nước rồi, bơm bọt rồi đó chứ. Bơm bằng gì anh? Bơm bằng mấy bơm. Ồ, có nghĩa là lỡ nửa đêm mà mưa nó ngập nhiều quá rồi sao? Mình bơm. Đâu đâu? Kẹ nó chảy vô nè. Nó chảy á. Chứ không có tiền mà mua gã gã thì góp, mình góp cho người ta 100 ngàn mà không có tiền mà góp nữa. Dạ, ghe nè, ghe là phái thể, tao bỏ tao bán rẻ. À. Nó được. Trước còn ham. Ghê quá vậy ta. Hai mấy triệu có. Có khi nào nó chìm nó. Nó chìm một lần rồi đó. Lỡ mình xài á. Nó chìm một lần rồi đó. Ôi khủng khiếp vậy. Dạ nó chìm mà lừa lên. Ôi trời. Bao cao su giờ nó lủng rồi. Bao cao su là bao nhiêu mình thay một? Bao cao su vô cũng chỉ mấy 2 triệu á. Mũ cao su nó dài á. Mũ cao su chị kêu nghe từ nghe nó nhạy cảm quá. Cái gì cái tắc xăng xù này nè. Cái bạc á. Bạc, miếng bạc. Bạc. Chị quá, nói cái mà... cái rồi cái chị nói là bao cao su nghe nhạy cảm quá. Đúng rồi. Miếng bạc. Miếng bạc. À, để đâu chị tại chưa. Đôi khi là người ta không quen đó. Nói này hiểu thằng kia. Ở đây cuộc sống khổ lắm. Nước quá. Vậy đây là cái mình chiếu còn không mày mua mà ngủ xích rồi này. Ở đèn mình bật sao đâu ta? Tối quá. Mắc cái đèn đó anh. Đây nè, đây nè. Câu gì điện cho ta? Câu nhà tay không? Có điện câu đâu. Đèn năng lượng hay sao? Năng lượng mà em câu bình với ta em có bình. Có nắng thì có điện, không có nắng thì rồi. Tối nhiều. Câu điện như ta chứ không có điện. Ờ hôm trước em thấy một ông là mắt bị kém nữa. Vợ chồng em đi về. Vợ chồng. Ông vợ chồng. Ông rồi, ông đi qua bên Tân Biên bên trai rồi. Tân Biên ở đâu? Ở bên Tân Biên. À vậy là chiếc ghe này là của anh với chị này. Dạ nhờ. Còn ở nhờ. Ở nhờ. Ông đi chơi cho ông đi qua con cái chơi vòng vòng. Dạ. Nguy hiểm quá. Chơi chơi. Còn con cái nữa. Trái nữa. Uống được bùi hộp. Dạ. Khác rồi. Hôm trước là em quay về cái hoàn cảnh của mình đó. Thì có một cái chú ở Mỹ, chú tên là chú Sưng. Thì có hỗ trợ cho gia đình của mình 100 USD là tương ứng với 2.350.000 đồng. Để em gửi cho chị ha. Đó. Đây em thay mặt cho chú Xuân gửi cho chị để cho bé uống sữa để sinh hoạt cùng vô sống vợ chồng sinh hoạt hàng ngày ha. Dạ. Em cảm ơn. Đây chị điếm lại giùm em với, điếm lại đi chị. Biết chị dành tiền Việt không? Dạ lúc trước em không biết, giờ em đỡ. Giờ đỡ rồi. Tại ở Campuchia là xài tiền gear với lại tiền đô thôi. 3 triệu 3. Đủ chưa anh? Đủ anh. Mấy triệu? 2.350.000. À chắc có rẻ. 2.350.000 á. 2.350.000 nha. Súng ăn, mấy gì gành. Chắc có lẽ là anh với chị sẽ nói một cái lời nào đó cảm ơn đến Mạnh Thường Quân đi ha. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cứu trợ gia đình của tao quá. Con cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã cứu trợ cho gia đình con. Đang ở đi chơi chợ nổi rồi. Rồi, anh có muốn nói gì không?
em cũng xin cảm ơn mạnh quân cứu thời cho chị em. Hôm nay em nhớ lại chị Duyên á, thì em có qua thăm chị Duyên, ghé thăm để mà trao cái số tiền hỗ trợ của chú Sưng ở Mỹ cho gia đình của anh với chị, cho bé có thể hỗ trợ cho bé mua sữa uống á. Thì xin chúc anh với chị sức khỏe. Thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác của anh chị là Mạnh Thường Quân, cảm ơn chú Sưng đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ và hỗ trợ cho gia đình của chị cũng như là tất cả hoàn cảnh khó khăn. Thôi em chào chị ha. Thôi thấy mưa lắc lắc ghê thiệt luôn á. Có nhiều chung, có nhiều đa hiểu ít nhiều. Còn mẹ 500. Nó làm gì có tiền, nó tự bán. Duyên chứ. Bán gì giờ gì đây, bán gì? Tính lời mua cần cái này. Chị Duyên gửi tặng. Gửi tặng cho em bé mà sữa. Nhìn bé. Chị cho đáng thương. Nói tiếng miền cho tất cả tiếng rồi. Chị nói tiếng miền. Vậy không ai chị sẽ đào về. Chị ơi. Chị nói với lại anh á. Chị hỏi anh nữa, anh nhìn. Nói tiếng miền gì biết nghe không? Chị Duyên mới nói gì anh biết không?